Xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em Trường lên cho anh chị một mẫu xe tiền ít thịt nhiều, một mẫu xe sang thế nhưng mà giá bây giờ hiện tại là giá của một ngang ngửa với một chiếc xe Mazda 3 thôi quý anh chị nhá. Xin giới thiệu chiếc chiếc C300 AMG Plus được sản xuất năm 2014. Đây là phiên bản kỷ niệm luôn quý anh chị ạ. Xe thì được khoác lên mình màu trắng ngọc trinh, một trong cái gang màu có tính thanh khoản cực kỳ là cao luôn ạ. Thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị cùng em Trường trải nghiệm và đánh giá một chiếc xe qua gần chục năm sử dụng thì tình trạng của xe còn đang ở mức độ như thế nào ạ. Đó, về tổng thành sơn si của xe thì sơn si vẫn còn rất là đều màu quý anh chị nhá. Nội ngoại thất thì không có điểm gì mà chê cả. Xe của em là biển gốc thành phố, chạy 9 vạn km đó, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ. Đấy, chất lượng của xe vẫn còn rất là mới anh chị nhá. Cái điều đặc biệt của chiếc xe này là phiên bản AMG bản kỷ niệm, bản Plus kỷ niệm. Thế nên là có rất nhiều những cái trang bị hơn. Thì ngay sau đây thì em sẽ mời anh chị đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe đi ạ. Đấy, một vòng quanh xe thì anh chị cũng có thể đánh giá sơ qua. Thì ngoại thất của chiếc xe sơn si vẫn còn rất đều và đẹp luôn quý chị nhá. Ở bản AMG Plus này đã được trang bị này, ghế da lộn này. Đó, dây đai đỏ anh chị nhá, dây đai đỏ này, cái điều đặc biệt dễ nhận biết nhất này. Và cái điều đặc biệt là cửa sổ trời này, hai cửa sổ trời luôn quý anh chị nhá. Đó, xe chạy 9 vạn km này, anh chị để cho em củ số này, vô lăng này, vẫn còn rất rất mới luôn ạ. Các cái phím bấm thì nó cũng sẽ có sự hao mòn theo thời gian. Thì những cái này để làm mới lại được thì bên em vẫn hỗ trợ quý anh chị nhá, để làm về mới. Đó, ghế da thì anh chị để giúp em này, ghế da xe chạy ít này, ghế da vẫn còn rất là căng luôn này, không có những cái vết nếp nhăn theo thời gian gì cả đâu ạ. Chủ xe đi cực kỳ là gìn giữ luôn. Đó, ở khoang ghế sau thì đối với C300 thì đối với dòng Mẹt này thì ngồi trong xe thì rất là nhỏ nhưng mà ngồi thì rất là rộng rãi thoải mái luôn quý chị nhá. Đây ạ, cái khoảng sáng giữa hai hàng ghế này rất rộng rãi thoải mái, ngồi ba người to như em rất là thoải mái luôn anh chị nhá. Và cái điều đặc biệt này em rất thích ở chiếc xe này là cửa sổ trời đôi này, ngồi rất là thoáng luôn anh chị ạ. Đó, đi sơ qua một vài điểm để quý chị có thể thấy này. Các cái vành na răng của xe thì anh chị cũng có thể thấy nhá, vẫn còn rất mới, rất đẹp luôn ạ. Cửa sổ thì cửa đấy thì đóng rất là chắc chắn luôn. Đấy, về phần mép cản này, về phần bên ngoài ngoại thất tiếp này, xe này được trang bị cụm đèn có cả giải LED luôn, rất mặt ca lăng nhìn rất thời thượng và ít khi bị lỗi mốt. Đó, và cái điều đặc biệt đối với dòng Mẹt này thì dòng C là cái dòng chạy cực kỳ là mượt mà, ít khi mà bị ốm vặt hay hỏng vặt lắm quý anh chị ạ. Chạy cực kỳ là sướng luôn quý anh chị nhá. Với mức giá hiện tại em Trường đang chào bán cho chiếc C300 Plus này, AMG Plus này, em đang Trường đang chào bán chỉ với nhỉnh 500 triệu một chút xíu thôi ạ. Nhỉnh 500 triệu là anh chị sở hữu rồi anh chị nhá. Một chiếc xe Đức với tràn ngập các công nghệ, với cảm giác lái mượt mà, an toàn. Đấy, thì xe bên em bán ra em cam kết tới quý anh chị những chiếc xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt chất lượng, cam kết xe không lâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn cho quý chị. Anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm này hãy nhanh tay gọi thoại ngay cho em Trường qua số điện thoại 0926743333 để em Trường có thể tư vấn hỗ trợ chốt với anh chị một mức giá yêu hơn nữa để quý anh chị có thể sở hữu sản phẩm này quý anh chị nhé. Và cuối cùng em Trường xin được cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.